Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh bất ngờ hé lộ chàng trai mình từng muốn lấy làm chồng. Người đàn ông này cũng chính là người đã khiến Nhật Kim Anh dành hết thanh xuân để hâm mộ và yêu mến. Vừa qua, Nhật Kim Anh đã có cơ hội làm việc cùng một thần tượng mà cô quý mến một thời, đó chính là nghệ sĩ Vũ Linh. Dành nhiều lời bày tỏ tình cảm cho người đàn ông này, Nhật Kim Anh gây bất ngờ khi tuyên bố đây chính là người mà cô đã hằng ao ước được yêu và cùng kết hôn. Nhật Kim Anh hào hứng khi gặp thần tượng, kim chàng trai mình luôn muốn được lấy làm chồng. Gặp được người tình trong mộng, cô nghệ sĩ cho biết đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cô liên tục trò chuyện cùng thần tượng đến nỗi quên cả công việc. Trong quá khứ, Nhật Kim Anh đã từng mê Vũ Linh đến mức không bỏ sót vở cải lương nào của anh. Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần thuê cả chục cuốn băng của thần tượng để coi suốt đêm, mà không ngừng tua đi tua lại. Sự cuồng nhiệt dành cho Vũ Linh lớn đến mức khiến cô nghệ sĩ không ngừng tương tư về anh suốt cả một thời thanh xuân. Nhật Kim Anh không giấu nổi sự hạnh phúc khi nhắc đến nghệ sĩ Vũ Linh. Cô nàng không ngại bày tỏ tình cảm khi gặp người thương. Chia sẻ của Nhật Kim Anh về chuyện luôn ao ước được cưới nghệ sĩ Vũ Linh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Đặc biệt vì trước đó không lâu, cô nghệ sĩ mới vừa xác nhận đã ly hôn chồng cũ hơn 3 năm. Trong quá khứ, cuộc hôn nhân của Nhật Kim Anh từng nhận được nhiều chú ý vì cô là nghệ sĩ bất ngờ kết hôn và quyết tâm cùng chồng con về Cần Thơ ở ẩn. Trong thời gian đó, Nhật Kim Anh đã dành ưu tiên số 1 cho gia đình. Tuy nhiên, sự ưu tiên này lại không mang đến kết quả tốt đẹp khi cuối cùng cô cũng ly hôn sau hơn 2 năm chung sống cùng chồng. Nhật Kim Anh từng có một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Hậu ly hôn, chồng cũ từng có ý định muốn quay lại cùng cô nghệ sĩ nhưng không thành. Nguyên nhân giữ im lặng cho mối tình đổ vỡ trên chính là vì Nhật Kim Anh không muốn ảnh hưởng nhiều đến con trai nhỏ và cũng không muốn tạo sự chú ý phiền phức. Hậu ly hôn, cô nghệ sĩ cho biết hiện chỉ muốn ở một mình để nuôi con. Trước tình yêu đầy đam mê mà Nhật Kim Anh dành cho đàn anh, nhiều khán giả đã phải ngã mũ bái phục cô fan girl chính hiệu. Sau những tổn thương trong tình cảm của cô nghệ sĩ, các khán giả đều hy vọng Nhật Kim Anh có thể nhờ vào tình yêu với thần tượng để sớm vượt qua vết thương lòng, dám yêu và tin vào tình yêu thêm một lần nữa. Công chúng phấn khích khi biết Nhật Kim Anh muốn cưới nghệ sĩ Vũ Linh. Nhật Kim Anh hy vọng sẽ sớm có dịp tái ngộ cùng người tình trong mộng là Vũ Linh.